Hiện tại Thanh đang có mặt tại ngã ba của đường Nguyễn Cư Trinh và đường Nguyễn Trãi mọi người nha. Đối diện với nhà khách Phương Nam. Đó, nhà khách Phương Nam thuộc quận Nhất. Thì chúng ta đang có mặt tại phường Nguyễn Cư Trinh, quận Nhất mọi người. Phía xa xa sẽ là tòa nhà của Bộ Công an. Ở đây góc ngã ba luôn mọi người. Ở đây thì chúng ta di chuyển đi rất là nhiều hướng về trung tâm của quận Nhất này. Rồi nếu mà chúng ta di chuyển hướng ngược lại á thì mình sẽ gặp cái đường Nguyễn Văn Cừ và sẽ có ở đó sẽ có Đại học Sài Gòn này, rồi Đại học Sư phạm, cũng như là những tòa nhà cao tầng, cũng như là những nơi mà các anh chị làm công sở hoặc là làm nhà nước thì có mặt ở đây. Và hôm nay thì Thành sẽ giới thiệu mọi người một căn nhà nằm ở kế bên, nằm một hẻm kế bên nhà khách Phương Nam mọi người ha. Bây giờ thì theo Thành, chân Thành đi vào đó mọi người nha. Hello, xin chào mừng quý vị và các bạn quay lại với kênh Văn Thành Nhà Mới. Hôm nay thì Thành đang có mặt tại trục đường Nguyễn Trãi và gần với ngay của cái nhà khách Phương Nam mọi người. Đó nằm ngay khu vực là Bộ Công an của quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Thì Thành đang được một khách cũ gửi lại một cái căn nhà nằm ở ngay trung tâm của quận Nhất luôn mọi người nhé. Và vị trí của Thành đang đứng đây thì nó thuộc một cái con hẻm rất là lớn, nằm kế bên nhà khách Phương Nam, cũng như ở đây thì chúng ta sẽ có đầu hẻm sẽ có một cái văn phòng công chứng lớn này, và ngay trung tâm là một cái khu vực là nhà khách của Bộ Công an. Hướng ngược lại của cái căn nhà mình á, là cái hướng hướng camera thì mọi người có thể thấy là hướng đó chúng ta sẽ di chuyển ra đường Cống Quỳnh và chúng ta sẽ gặp ngay bệnh viện Từ Dũ. Đó, đây là một cái khu vực trung tâm của quận và thuộc phường Nguyễn Cư Trinh mọi người ha. Đó, thì hồi căn nhà hôm nay Thành mang đến cho mọi người là một căn nhà có diện tích ngang 3m6 và dài 10m, ngang 3m6 và dài 10m. Ngoài ra thì cái đất mà ở đất thực tế của chúng ta sử dụng á, đất thực tế của chúng ta sử dụng là ngang 3m6 và dài tới 13 là mọi người nhé. Nhưng mà diện tích xây dựng của chúng ta thì ngang 3m6 và dài 10m thôi. Đó, thì đây là một cái căn góc mọi người nhé, một căn góc. Ở đây là một căn góc hai mặt tiền mọi người, cho nên là tuy với một cái bề ngang là 3m6 nhưng chúng ta có thể thấy là căn nhà mình sẽ rất là thoáng. Đó, thì xin phép mời mọi người di chuyển sang bên này để chúng ta xem cái độ thoáng của căn nhà mình ha. Một cái hẻm ở phía trước á, thì một hẻm bê tông là 3m và cái hẻm nhỏ này thì hẻm 1m mọi người nha. Phía sau này thì còn có nhà dân nữa. Đó, phía sau này. Thì vì là một cái vị trí góc thì chúng ta có thể thấy là ngay cả tầng 1 và ở dưới trệt thì cũng đều có hệ thống cửa sổ, cho nên là nhà mình thì mát cả ngày, không cần bật điều hòa luôn và rất là sáng. Tuy với một bề ngang 3m6 thì Thành thấy là nó còn thoáng hơn những căn nhà mà ngang 4m, 5m mà nó nằm ở lọt lòng nữa. Đó, tại vì là hai bên thì đều có hệ thống cửa sổ rất là nhiều. Ở phía sau này là một con hẻm thông ha. Rồi, quay lại với cái mặt chính của căn nhà ha. Rồi, căn nhà của mình á, có thiết kế là một trệt một lầu với công năng sử dụng là 2 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh. Đó, và ở dưới trệt đó thì chúng ta sẽ có một cái khoảng không gian rất là thoáng, có hệ thống bếp trải dài cũng như là phòng khách cũng rất là rộng mọi người nhé. Rồi bây giờ thì Thành xin phép mời mọi người di chuyển vào và tham quan căn nhà này ha. Rồi đầu tiên ở ngoài á, thì chúng ta sẽ có một cái lớp cửa sắt đó bao bọc, và lớp cửa thứ hai là một lớp cửa cũng là sắt luôn mà sơn tĩnh điện với tông màu màu trắng. Đó, một cái ở ngoài thì màu đen, ở trong thì màu trắng ha. Ở trước này thì chúng ta sẽ có một không gian để bỏ xe máy. Ở bên trong thì chúng ta có một không gian phòng mà cách nó rơi vào tầm khoảng là 12 mét vuông mọi người ha. Như hiện tại là bên chủ nhà thì đang bỏ một cái kệ tivi đây, và người ta đã làm sẵn một cái phần cái tấm phong. Phong này thì sử dụng chất liệu bằng gỗ nha. Đó, nó ngăn cái không gian cầu thang lại đó cho nó hài hòa hơn ha. Rồi tiếp tục, mọi người có thể thấy này, như Thành đã nói từ đầu video, chúng ta có một cái hệ thống cửa sổ trải dài, nó làm cho cái căn nhà mình bước vào không cần bật đèn thì nó vẫn sáng mà rất là thoáng nha. Đó, cửa sổ này chất liệu thì cũng làm khung sắt đầy đủ và an toàn cho mình rồi. Hệ thống rèm thì làm sẵn hết mọi người nhé. Rồi thì xíu nữa thì Thành sẽ chèn cái video mà cái quãng đường phía đầu đường cho chúng ta có thể thấy được cái phần trung tâm của căn nhà mình ha. Rồi phía sau này thì chúng ta sẽ có một cái không gian bếp. Không gian bếp của chúng ta thì nó rộng hơn mọi người. Không gian bếp thì nó tầm khoảng là 15 mét vuông nha. Tủ bếp trên, tủ bếp dưới đầy đủ. Đó, có sẵn hết mọi thứ rồi. Về chúng ta chỉ cần là khi mà đi thì chủ nhà sẽ lấy hết thiết bị đi, chúng ta về lắp lại nó có sẵn hết rồi. Ví dụ như là chỗ này thì sẽ có là cấp thoát nước này. Ổ cắm có đầy đủ để chúng ta bỏ máy giặt. Ngược lại thì bên này có cái chỗ để chúng ta bỏ
máy lạnh, à, tủ lạnh nằm đây rồi ha. Thì ở sau này có một cái cửa để đi ra sau, tại vì nhà mình thì một căn góc ở phía sau này mọi người nha. Rồi, à, tận dụng một cái không gian nhỏ ở đây để chúng ta làm một cái phòng vệ sinh mọi người. Đó, phòng vệ sinh ngay đây nha. Đó, cũng nhỏ nhỏ vừa đủ để chúng ta sử dụng ha, khi người di chuyển đây không gian trên lầu 1 nhé. Rồi, à, lên trên lầu 1 thì chúng ta sẽ có thiết kế là hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh mọi người nha. Đây là phòng ngủ phía sau này. Thấy không ạ? À? Tuy phòng ngủ ở sau nhưng cũng có một cái hệ thống cửa sổ rất là rộng như thế này. Rồi, hệ thống cửa sổ. Rồi, à, diện tích phòng ngủ thì nó cũng khá là rộng nha mọi người nha. Đó. Tận dụng toàn bộ hết diện tích của căn nhà mình luôn. Thì phòng ngủ nó diện tích tầm khoảng là 15 m². Đó, một cái giường 2 m này. 1m6 2 m này. Cái tủ này, đây thêm một tủ đồ nữa vẫn rất là rộng này. Đây, phòng vệ sinh mọi người nhé. Rồi, phía trước này. Phòng ngủ phía trước này thì rộng hơn nữa mọi người, tầm khoảng 16 m² nha. Đấy, rất là rộng nha. Và có toilet bên trong luôn. Ngoài ra thì phòng ngủ trước thì chúng ta sẽ có ban công này mọi người. Đó. Cửa sổ mở ra thì thực sự rất là mát luôn mọi người. Đó, và để Thành mở đây. Đây là cái hệ thống cửa kính. Đó. Đây mọi người. Đó, đây là nhà khách của Bộ Công an mọi người. Đó, nhà khách phương Nam và cái chỗ đó là Bộ Công an mọi người. Đó, ngay hướng đó luôn ha. Và như cái con hẻm mới nãy là Thành chỉ mọi người, thì chúng ta sẽ di chuyển ra đây thì chúng ta sẽ thấy một cái tòa nhà rất là cao. Đây là một cái khách sạn gì đây ta, hotel gì này. Đó. Đó, một cái khách sạn lớn nha.